Bây giờ đây cây này là 29 triển lãm ở Thanh Hóa và đồng chí Duy Sập đã chém nát cái cây này. Hôm em thích quá vì đợt đấy là anh Mạnh mới mua về, sở hữu được cây quốc tế đẳng cấp quá. Em bảo anh cũng cố gắng làm sao cái cây nào chủ nhất của bên đấy là anh cố gắng là mang về. Khó khăn. Kiếm được một vài cây. Xem như nào mà bạn Duy Sập nói kinh quá nhỉ? Vâng, đây ạ. Ôi giời ơi. Chướng lắm mình. Thấy là đặt cái tên tác phẩm nó tương xứng với cái cây chưa? Vâng, tuyệt vời ạ. Độc tôn là đúng rồi, vì làm gì có đối thủ. Duy ngã độc tôn. Ý là trên đời chỉ có một à? Duy nhất. Anh Thắng ơi. Đấy, tên em ấy, tên đặt tên em ấy. Em có tí tên là Duy rồi. Đây đấy, Duy Sượt. Duy ngã độc tôn. Vì em sai xin phép em Mạnh Nhựa nhá. Chia sẻ cái tác phẩm lên cho mọi người cùng chung ngưỡng. Ok không em? Ok anh. Ok. Viên Sai chia sẻ phần bệ trước với bạn này. Một cái phần cây bệ thật sự Viên Sai cũng ít gặp. Cái nu nó tự đẩy lên đấy chứ nhỉ? Đúng rồi, nó tự nhiên đấy. Đẩy tự nhiên đấy. Đẩy nu lên xong nó còn mập mầm đúng không? Đấy. Nó đẩy từ thân nó đẩy ra. Cái khủng nhỉ? Khủng khiếp luôn. Dạ mà, em xin phép anh tí ạ. Nu cứ như cái mũ cối. Dạ mà. Kinh khủng. Ngoài phần bệ ra thì Viêm Sai chia sẻ về những cái tay cành của quý vị này. Cành nhăn nheo hết rồi quý vị. Độ già kinh khủng. Một những cây rất quý có mặt tại triển lãm Bắc Ninh. Rất nhiều người đang thưởng lãm quý vị. Ôi, chào hai vợ chồng. Xin mời bạn kia bỏ khẩu trang ra cho mọi người biết xem đúng là vợ không, nhớ đi với ai sao. Đúng rồi. Anh chào tất cả mọi người. Ok, mời hai vợ chồng ngắm cái cây si kia của bạn Mạnh Nhựa. Để sau này sưu tầm lấy một cây về chơi. Chào bạn Minh. Bạn Duy Sượt. Đấy quý vị thấy vui không? Khoảnh khắc của những người đam mê cây cảnh. Rồi, khoảnh khắc đấy. Gần như ngày hội của những người yêu cây cảnh đã có mặt đầy đủ tại Bắc Ninh. Bởi vì vừa rồi tôi nghe thông tin là bạn mang mấy tác phẩm ra. Mạnh ơi, Mạnh ơi Mạnh, cho anh xin phép mọi người đứng đây anh xin cái ảnh chung được. Mọi người bỏ ô được không ạ? Ok. Chơi cây mà sợ nắng thì không nên chơi nữa ạ. Bỏ hết ô ra xin cái ảnh tập thể được không ạ? Em mời anh Cường cổ loa vào đứng cùng cho nó vui ạ. Yêu cây ơi, ra đây quay cái khoảnh khắc này cho nó vui này em ơi. Nào, em ơi đứng vào tí. Rồi, đứng vào vát mày nha. Nào, có cả ban tổ chức à? Được. Ok nhá. Cho xin một giây nữa để chụp cái ảnh. Mọi người nhìn đây nhá. Nào, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ông chưa được lên TV mà. Đây, cây si này của em Mạnh Nhựa đây quý vị. Mà em mang mấy tác phẩm rồi đấy? Ba. Đây. Bách ơi, si của anh Mạnh đây này. Vâng. Em có ba con. Vâng, em nhìn thấy con kia lu cũng đẹp. Yeah. Đây là cái tên là Cổ Trường Xuân. Xuân, đúng không? Cổ Trường Xuân. Cổ vẫn tươi tốt. À. Đấy. Là tươi tốt theo thời gian. Quý vị xem em Mạnh đặt cái tên thế nó có xứng tầm không? Nhưng mà phụ nữ mà nu cục này cũng được anh nhỉ? Thu nhỏ. À thế à? Cơ bắp này thì cũng được anh nhỉ? Phụ nữ phải như này không ạ? Bẹt to này. Bẹt to này. Đâu xem các em nói chuyện cái bệ như nào được quý vị này. Sợ thật đấy. Xoài thân bệ cổ thụ quý vị ạ. Bông răm của si thì miễn chê quý vị ạ. Miễn chê luôn. Kinh khủng. Anh lấy cái ảnh luôn anh gửi cho. Đấy ạ, 1, 2. Ok. Cảm ơn cảm ơn anh Mạnh rất nhiều đã cho Viêm Sai chia sẻ những tác phẩm quý để gửi tới mọi người. Viêm Sai sang chia sẻ một cây xanh nữa. Đây cây xanh này nữa. Đây ạ em. Xanh của Mạnh đấy. Em ngó xem.
À, tên tác phẩm là Mộc Hạc Sinh Châu. Mộc Hạc Sinh Châu. Rồi, Cây Già Sinh Châu Báu. Ôi trời ơi. Cho anh cậy tí nhá. Được không? Đấy, làm tí thôi quý vị ạ, không cần nhiều. Nói chung cần một xíu của em Mạnh thôi là cũng... Nó sắp thành một thành vàng cái nơi đấy, nó già quá rồi. Không được cậy một cây, cậy đá thôi. Đẹp quá quý vị ạ. Một tác phẩm rất là già để dự cùng Bắc Ninh lần này. Vũ Đức Mạnh. Ồ. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhá. Em sai xin dừng ở đây ạ.